chào tất cả mọi người đang trở lại với kênh của mình. Hôm trước mình có livestream ấy thì các bạn bảo mình là anh Trung ơi, anh quay về bóng đá đi, anh quay về thử thách bóng đá đi. Hôm nay mình lên video thì các bạn cũng comment là anh ơi, anh làm video về bóng đá đi, lâu rồi anh không làm video về bóng đá. Ok, hôm nay Trung sẽ chiều lòng các bạn luôn, mình sẽ làm video về bóng đá. Ở đây là sau này thì mình đã chuẩn bị 9 cái ô này rồi. Ở ô này ở đây có cả hình phạt, có cả phần thưởng. Let's go. Đây, ở đây mình sẽ cho mọi người xem. Ui, trời mưa luôn rồi mọi người, mà không sao, chơi dưới mưa luôn. Ở đây là 100k này, ở đây là mù tạt này, 50k này, hai chai sting, hít đất, bim bim, đứng lên ngồi xuống 50 lần, 20k và ăn xúc xích với ớt. Đấy, ở đây thì có hình phạt với cả phần thưởng. Hôm nay thì mình với cả Hiểu Béo sẽ sút thi với nhau. Ai vào cái gì thì sẽ được cái đấy. Ở đây thì mình đã chuẩn bị rất là nhiều nguyên liệu này. Đây có một túi bim này, có sting này, mù tạt này, ớt, xúc xích. Đấy, bây giờ là ai xúc vào cái gì thì lụm cái đấy lụm. Ok, và bây giờ góp tiền vào, tiền phần thưởng thì phải góp. Ôi, có 150, ông có 100 mấy. Tôi 120. Ok, 120 nha, góp vào nha. Okay. Ai thắng là của người đấy luôn đấy, không được đòi nhá. Uy tín đấy, tôi cất tại nha, cất tại. Ok đây. Ok mọi người, và bây giờ mình sẽ là người đầu tiên khởi xướng cho cái cuộc chơi này. Cuộc chơi này thì mình vừa mới nghĩ ra thôi, tại vì hiện tại thì mình đang ở nhà, sân nó cũng khá là bé, với cả các thứ nó cũng không được thuận tiện như ở ngoài sân bóng rồi ạ. Nên là mọi người xem nếu mà quay không được đẹp cho lắm thì mọi người thông cảm nhá. Mọi người đã xem video thì cho Trung một subscribe để Trung đạt 80k sub cho mọi người nha. Trung cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và bây giờ sẽ là lần đầu tiên của Trung. Vạch thì sẽ là cái này nhá, cái hòn đá này nè. Ok. À mọi người, mình quên, mình không nói với các bạn là nếu mà sút xịt thì sẽ bị người còn lại búng tay nha mọi người nha, búng hai cái. Ok, và bây giờ sẽ là lần đầu tiên của Trung luôn. Ok, và Trung sẽ sút xịt. Thì kéo quay nhá. Ok. Ok. 100k. Ôi. Xịt rồi. Ok, bóng này rất là rõ luôn, trời mưa ướt nó bay ra ngoài luôn anh em. Vậy là xịt rồi. Vậy là hai cái búng dai luôn. Ok, thì phải búng ta đây. Về. Lần đầu tiên thì Trung đã xịt rồi, búng ta. Ê, búng nhẹ thế. Ê, búng nhẹ thì các bạn lại bảo là anh em mình không đúng. Nhưng mà thôi kệ, không sao, chắc là Hiểu Béo nhiều mình đấy. Ok, vào bây giờ lần đầu tiên của Hiểu Béo. Ủa, lâu lắm không chơi, bây giờ tôi sẽ tự tin lụm ra. Ai chà, dạo này tự tin quá nhờ, trình độ lên hay sao mà. Ai chà, tự tin đấy nhờ. À, vào hít đất thì sẽ phải hít đất 10 cái nha. Ok, lượt đầu tiên của Hiếu Béo, yeah. Bắt đầu. Ôi, lên trời rồi các bạn ơi. Hai cái giống như Trung thôi. Lượt đầu tiên của Hiếu Béo nó bị lên trời rồi, tài ơi. Vẫn nhẹ nhàng không? Ok, ok. Nhẹ nhàng này, nhẹ nhàng này. Nhẹ quá. Sao bảo là tôi lụm tiền, tôi lụm giải. Ông ấy điêu à? Quả hơi trơn thôi. Rồi, ông ấy lại lý do ơi. Đó lại lý do rồi, quay đi lượt thứ hai của tôi này. Và bây giờ sẽ là lượt thứ hai của mình. Nãy thì Hiểu Béo gáy là tôi tự tin lụm giải mà lụm lên trời bắn chim mọi người ạ. Và này tôi mới gọi là tự tin lụm giải này, mọi người cùng nó xem này. Rồi, chứ chung em thì Hít đất rồi. Ok, hít đất 10 cái. Ok. Bây giờ Di Trung sẽ hít đất. Nhưng mà hít đất ở đây, vào đây tôi sạch Hiểu Béo ơi. Đấy nhá, tôi sẽ hít đất ở đây. Ê ôi. Còn tại vì 4, mình, 4 mới được 4 thôi mà. Tại vì mông mình khá là cong nên là các mới bạn được sẽ 4, có 6 rồi. Tại vì mông mình khá là cong nên các bạn sẽ thấy mình không hít sâu cho lắm, nhưng mà mình phết các bạn ạ. Okay. Chảy là sao mình căng vào cái 50k rồi vào hít đất. Hài xài. Sau lần 1 thì ông cảm thấy như nào Hiểu? Nhát thôi, lần hai này. Tôi thề luôn, ai sút trượt thì cũng bảo là nhát hết á. Nhưng mà cùng xem lượt thứ hai thì Béo sẽ sút vào đâu à. Lượt thứ hai của Hiếu, bắt đầu. Ok. Ok, tôi tự tin này. Sao đây? Hiếu ơi, sao đây? Sao đây? Cái gì? Đấy, viện bóng ở ngoài này. Ở ngoài rồi đây, viện bóng ở ngoài. Ông lại vừa trượt chân lại không sút trượt. Tưởng thế nào? Nháp của ông đây à? Búng tay hai cái đứng là ai? Nhưng mà được xúc xích không? Không, hôm nay ông không lụm giải được của hai cái. Không lụm giải được của tôi đâu. Sao, gáy nước không? Có gáy nước không? Thứ ba thì Trung. Ok, và bây giờ sẽ là lượt thứ ba của mình. Và mỗi người chỉ có 5 lượt sút thôi. Mình còn lần này lượt thứ ba cố gắng này. Không được phần thưởng rồi. Lụm 100.000 của Hiểu Béo luôn. Lụm 100.000 của Hiểu Béo. Lụm 100.000 của Hiểu Béo. Lụm 100.000 của Hiểu Béo. Ok. Thì Trung này. Toàn rồi anh em ơi. Ê, quay lên okay, cho mọi người.
Quả đấy mình tính sút vào 50k nhưng mà thế nào loại vào 2 chai sữa tinh các bạn ạ. Yes, 2 chai sữa tinh. Hai chai sữa tinh. Thì mình sẽ uống luôn cho nó nóng hổi mọi người ạ. Thì vào theo không? 50k sẽ thuộc về tôi. Tiếp theo sức lực luôn. Thì béo lấy đấy mà làm động lực nha. Tôi sẽ lấy 100k làm gì chứ? Cái gì? Hiểu béo ơi, từ xưa giờ quay clip toàn thấy nói chẳng thấy làm. Các bạn có công nhận thế không? Các bạn đang xem cùng mình là trống mắt lên xem Hiểu Béo sút vào đâu rồi. Ok, lượt thứ 3 của Hiểu Béo, làm gì nào? Làm gì? Phần thưởng vẫn đang chờ đón Hiểu Béo. 50k! Wow! Sao bảo lấy 100k? Lấy 50k thôi. Ông này rùa, quả này rùa. Thôi thôi rùa, rùa rùa. Thôi tôi biết ông rùa rồi. Em ăn mừng kiểu... Ăn mừng kiểu gì? Anh là soạc à? Phải lấy ngã đây thôi. Đây, lấy 50k đi. 50k mà 50k tao 50k em mặt ông phải sướng thế này. Được 50k thì thấy thế nào? Thơm quá. Nhưng mà mới chỉ được suất thứ 3 thôi, còn 2 lượt suất nữa cơ mà đúng không? Ừ. Huế cố gắng lên. Và bây giờ sẽ là lượt thứ 4 của mình ạ. Lần này mình sẽ cố vào 100k để lấy lại cả vốn lãi luôn. Ok. Làm gì đây? Cho Duy Trung ăn mù tạt. Trơn quá. Vậy vì trời đang mưa này rất là trơn. Ok. Duy Trung ăn gì? Ăn gì? 100k của ông xong rồi tôi cho mù tạt luôn. 100k là thơm quá. 50k này thơm quá. Vậy là tôi bắt chước Hiểu Béo sút trúng 50k. Lần này mình sút trúng 100k thì mình vẫn lãi 50.000 một cái ạ. Trời, phong độ ổn định á. Tập tường, dạo này tôi hơi béo một tí thôi nhưng mà trình độ của tôi nó vẫn gọi là đặc cấp, là may mãi. Phong độ chỉ là nhất thời thôi. Ok, lượt thứ 4 của Hiểu Béo. Làm gì đây? Lừa à? Ôi lừa à? Nào, lượt thứ 4 của Hiểu Béo. Xuống đi. Cái gì? Vào cái gì đây? Từ từ để xem nó vào cái nào nhiều hơn. 20k về ăn ớt đâu. Các bạn ơi, các bạn theo mình thấy như này thì nó vào ăn ớt với cả xúc xích. 20k về ớt đây. Cái gì? Xúc xích ông điên à? Ở đây là, đây các bạn nhìn thấy không? Nó nghiêng về cái xúc xích với ớt hơn. Ông ăn xúc xích với ớt đi. Ăn 50.000 của tôi mà ngon à? Nhưng mà vẫn phải đưa 20k ấy. Sao lại đưa 20k? Ông nếu mà tôi ăn được là tôi phải... Tí nào? Được rồi, ông mà ăn được xúc xích với ớt tôi cho ông 20k luôn. Ok. Ok. Bây giờ okay, mình sẽ xúc xích với ớt. Đâu? Ớt đâu? Ông ấy lừa, ông ấy bị bội. Cho ớt vào. Ông mày bịp phải cho ớt vào. Hẳn hoi, bỏ tay ạ. Cho ớt vào, cắn đi. Cắn đi, cắn ớt đi. Được, ok. Cho cả quả vào nó sẽ đỡ bị cay hơn đấy. Đúng rồi. Ăn cả quả luôn. Hình chất nhận hình phạt là phải hẳn hoi. Cả quả luôn. Ok. Nữa đi, nốt một miếng nữa là hết rồi. Đảm bảo các bạn mình ăn hết túi chút thế này. Hết quả ớt được luôn. Nào, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ông cứ làm trò. Xong chưa? Ê, hết ớt chưa? Ok, làm cái sushi nữa. Ủa, có vẻ Hiểu Béo ăn ớt khá là ngon nhỉ? Ăn được ớt à? Ừ. Ghê ạ. Được đấy. Ok, cho cả ớt vào luôn. Cho cả vào luôn xong rồi nhai một thể luôn. Cả vào. Đấy. Như vậy mới là Hiểu Béo. Ok, vậy là đã sắp xong thử thách. Được. Và bây giờ sẽ lượt thứ 5 của mình sẽ cố gắng lụm thêm 50k nữa của Hiểu Béo luôn. Let's go. Buồn quá. Wow. Không lượt được 50k nhưng mà tôi lượt được bim bim. Ôi, 10 gói bim bim này là bằng 50k rồi. Hợp lý. Bây giờ mình sẽ ăn thử bim bim cho các bạn xem luôn. Ai chà, bim bim ngô à, phô mai ngô à. Chắc hẳn các bạn nào mà đang xem video của Trung thì cũng khá là thích ăn bim bim đúng không? Trung thì cũng khá là thích ăn bim bim. Anh em nhớ cái này quen không? Ôi, ngon đó ông ơi. Nhớ cái trên trường này quen không? Ngon quá. Mạnh mẽ quá. Tôi hiểu các bạn nào mà ăn hồi xưa mà ăn bim bim, cả bây giờ lớn rồi vẫn ăn bim bim. Tôi bây giờ cũng khoảng 16-17 tuổi mà tôi vẫn toàn ăn bim bim mọi người ạ. Sao mẹ tôi bảo là ăn bim bim này có lỗi yêu. Bim bim ngon đúng không mọi người? Khá là tuyệt vời luôn.
Ông thường lụm tiền của người ta mà ngon ấy. Thôi, do trình độ đấy ông ạ, trình độ đấy. Thôi, không giỡn nữa, Hiếu Béo, lượt thứ 5, bắt đầu. Xem Hiếu Béo sút vào đâu ạ, mọi người cùng đoán xem. Mọi người cùng đoán xem, Hiếu Béo sút vào đâu đây. Wow, 50k tiếp theo. Ôi sao đỉnh vậy, có thế là coi như hôm nay anh em mình hồi à. Ông sút vào 2 cái 50k, tôi sút vào 100k, hồi à. Còn 20.000 nữa. À, Hiếu Béo vẫn lấy 20.000 của mình mọi người ạ. Ây chà. Được. Ok, 50k đây. 50k. Đây cháu 20k vừa lãi luôn. Cất đâu rồi? Cất đâu rồi? Ở đâu rồi? Đâu cất rồi? Ai à, cất kỹ đây. Được, hợp lý. Nhưng mà hôm nay nói chung là tôi vẫn lãi ra được 5 gói bim bim nữa cơ mà. À 10 gói bim bim mà đúng không? Tôi vẫn lãi một quả ớt, một xúc xích rồi. Ớt với xúc xích mà lãi. Như vậy là ông xui rồi. Ớt 20k, à đâu, xúc xích 20k với một quả ớt 30.000. Thế nói chung là hôm nay anh em mình huề nhau à? Ở nay chẳng thằng gặp ăn thằng nào mà huề mọi người ạ. À, Duy Trung bị hình phạt nhiều quá. Ờ, mình bị hết đất nữa. Mình bị hết đất nữa. Mình từ đấy chưa bị. Ok mọi người, vậy là tổng kết game đấu ngày hôm nay thì đấy, trời mưa các thứ ra cho người ướt hết đầu tóc luôn rồi. Bởi chúng sẽ dễ bổ lún cho mọi người xem à. Ok, vậy là hôm nay mình với cả Hiếu Béo hai thằng đều đạt 100k. Mình thì bị hình phạt nhưng mà vẫn được ăn bim bim. Hiếu Béo thì không bị hình phạt nhưng mà ăn ớt với cả xúc xích. 50.000 đâu cơ mà. Đâu rồi nhỉ? Đâu rồi? Đây, trả 50.000 nha. Thế vậy là hôm nay mình đã ăn được 100.000 của Hiếu Béo. Nhưng mà Hiếu Béo lại ăn lại 120 của mình. Vậy là mình lỗ 20 các bạn ạ. Nói chung là hơi buồn một chút nhưng mà không sao. Okay. Ăn ớt nóng cả mặt đây này. Ok, các bạn nào có cái ý tưởng hay độc lạ thì cứ comment ở phía dưới để bọn mình thực hiện nhá. Tại vì trong mùa giãn cách này thì bọn mình cũng không đủ điều kiện để thực hiện nhiều ấy. Không có sân bãi rộng này các thứ nên là mọi người xem video thì thông cảm cho chung cái đấy nhá. Ok, chắc là video của mình đây là kết thúc rồi. Mọi người thấy cho mình một like, một share, một subscribe đăng ký kênh nhá. Bây giờ thì bye bye mọi người.